1001 lý do nghỉ học của học sinh. Chào tất cả các em, tôi là cô giáo chủ nhiệm mà tôi cũng không biết được cái lý do tại sao hôm qua tất cả các em đều không đi học hả? Hôm nay có người nói tôi mới biết được. Bây giờ nha, tôi không cần biết, mỗi một em phải nêu ra một cái lý do khác nhau mà nó hợp lý cho tôi, không được trùng nhau. Em nào một lý do nào mà bất hợp lý một cái nha, tôi cho hạng kiểm yếu liền ngay lập tức nha. Đầu tiên Trang, cho cô biết lý do tại sao hôm qua em nghỉ học. Dạ em nè cô. Dạ dạ tại hôm qua em bệnh đó cô. Bệnh hả? Cái lý do nghe nó thường xuyên dễ sợ luôn vậy đó. Đứa nào nghỉ học hay là đứa nào xin giấy cái phép cũng ghi là bệnh, nó trơn nó trội á. 90% ăn ở không có bệnh hoài, rảnh quá ha. Mời bạn tiếp theo, bạn Nhung đứng dậy cho cô biết lý do tại sao. Dạ thưa cô, tại ngày hôm qua ở khu chỗ em á cô, mưa lớn lắm cô ơi, mưa dữ lắm luôn, mưa như bão cấp 20 vậy đó cô. Gió giật vậy đó cô, bước ra đường một cái hả, gió hả, mưa tạt khỏi bay mất tiêu luôn đó cô. Cho nên ngày hôm qua em không có đi học được. Mưa hả, mưa lớn tới mức độ đó vậy hả, bão hả, sao vậy, bão mà cô chả có nghe đài hay là hả tin tức thời sự thông báo chứ. Mà mưa bão gì, đúng lúc đúng chỗ ha, nguyên khu này không mưa không bão, có riêng khu nhà em mưa bão à. Tôi không cần biết mai mốt mưa bão cỡ nào, mặc cá mưa lớn lên đây học cho tôi nha. Rồi tiếp theo, Nam đứng dậy đi em, cho cô biết tại sao. Dạ em hả? À, dạ thưa cô, tại ngày hôm qua á, thủy triều nó dâng lên và nước cống á, nó ngập lên hết đường, nó ngập cao lắm cô, nó ngập cao hơn cả chiếc xe máy luôn, cho nên em không có đi học được á cô. Trời đất ơi, thủy triều hả em, thủy triều ngập hả, nó ngập tới mức độ đó luôn hả? Trời, nhà cô cũng gần nhà em nó sao cả thấy nó ngập. Ờ mấy mốt ngập, alo cô Tiến, cô qua cô test thử tại thủy triều đó có ngập không nha. Lý do lý sự lý cháu ngồi xuống, mệt ghê hết sức vậy hà. Rồi Phong, còn em thì sao, nói cho cô nghe coi. À, dạ em á, em thì do gia đình em tổ chức đi du lịch đó cô, cho nên là em không chưa kịp xin cô trước. À, có gì cô thông cảm cho em nha, hôm qua nguyên gia đình em đi du lịch đông lắm, nguyên dòng họ đi luôn, cho nên là em không đi không có được cô. Trời đất ơi, sung sướng quá ha, em nghỉ học lý do em đi du lịch. Trời đất ơi, mai mốt có đi du lịch cùng gia đình á, hú cô Tiến nha, cô xách hành lý cô đi chung luôn cho nó vui vậy nghe. Rồi phía sau luôn, Trí đứng dậy, tại sao ngày hôm qua nghỉ học em? Dạ em thì em cô cũng thấy nè, ngày hôm qua em bị té xe cô, em bị chặt tay cho nên là không có đi học được. Trời, thấy thương quá hà, chạy xe sao tới nỗi mà té mà chặt tay dữ vậy em. Trời đất ơi, em là Racing Boy hay Racing Boy gì đó trong lớp này mà đúng không? Tôi nghe cái danh em lâu lắm rồi, chạy cho cố mạng vô hả, không nhìn không này không kia hả, lạng qua lạng lại lách qua lách lại cho giữ vô chứ gì, rồi té rồi chặt tay, hên ghê vậy đó hà. Rồi cái bên luôn đi, Nhi đứng dậy, tại sao hôm qua không đi học hả em? Dạ em á thì tại xe em hư á cô. À, dạ đúng rồi, do thằng Trí nè cô chở em đi học mà nó té xe rồi xong nó chặt tay nó vô bệnh viện, còn xe em á thì hư mà em thì không sao, mà không có xe đi luôn, cho nên là em phải nghỉ học á cô. Trời ơi, nghe thấy thương quá à, cảm động muốn rớt nước mắt luôn vậy đó hà. U là trời à, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của lớp này đi chung xe rồi té, rồi một đứa thì chặt tay không đi học được, một đứa thì xe hư luôn không có đi học được luôn, nghe thấy thương ghê vậy đó ha. Mai mốt mà nghe xe có hư là không có xe đi chăng nữa cũng phải lết bộ lên đây cho tôi còn được nha. Em mà không lết bộ cho tôi đi, em mà nghỉ học vì cái lý do xe hư nữa đi là tôi cho em nghỉ luôn đó. Ngọc đứng dậy đi em, tới em đó, sao qua sao nghỉ? Dạ em à? À trời, cái gì vậy, sao lý do nào mọi người cũng nói chơi rồi tôi biết lý do gì vậy trời. À, tại hôm qua em ngủ quên đó cô. Dạ tại hôm qua em học bài nhiều quá, cái sáng em quên đặt đồng hồ báo thức, cái em ngủ giấc cái tới chiều luôn à, thế cho nên là em không đi học được cô. Nghe cái ứ cô Hồng dễ sợ luôn hà, em ngủ quên. Trời đất ơi, sao không bữa nay không ngủ luôn đi em hả, sao bây không ngủ quên luôn đi nè, ngủ quên bản xanh bản đời bản kiếm luôn, khỏi đi học. Ôi là trời à, phải chi cái thời gian mà em đi học em dành cho chuyện học mà nó nhiều như chuyện ngủ của em nó cũng đỡ nè. Hết sức nên hỏi thiệt cái lớp này. Còn bé Hân, Hân ơi đứng dậy, tại sao hôm qua không đi học hả em? À, em hả? À, do hôm qua cô em có đi học nhưng mà giữa đường á em thấy một bà lão chuẩn bị qua đường cho nên là em dừng xe em dắt bà lão nó đi qua đường á cô, xong cái em vừa tới cổng trường cái trễ giờ học, trường đóng cửa hết trơn, trội trơn cô, cho nên là em không có vô lớp được, cho nên là em đi về luôn, em nghỉ học á cô. Trời ơi, tôi tự hào về em quá hà,
học trò của tôi á, trời ơi đi ra đường nó tốt bụng ghê không, thấy bà già qua đường, chắc bà già qua đường xong chạy học luôn, trường đóng cổng không cho học được. Trời ơi nghe mà xót xa trong lòng, nghe mà cảm động tràn dâng máu não á. Ngồi xuống kìa Tuấn, đứng dậy em, kể cho cô lý do tại sao hôm qua nghỉ học đi. Đó, em hả? Do là hôm qua cô, con chó nhà hàng xóm nó đẻ nên em phải qua em đỡ đẻ cho nó đó cô. Tại vì cô thường dạy là mình phải biết yêu thương động vật, biết giúp đỡ mọi người xung quanh đó cô. Trời ơi em là xuất sắc luôn đó nha, biết thông cảm, biết chia sẻ, rồi biết giúp đỡ những người xung quanh, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Em thật sự là very good luôn đó em. Mà em có tương lai vô ngành y của thú y đó nha, em cố gắng học đi. Rồi sắp tới con mèo nhà cô nó cũng sắp đẻ nè, qua đỡ đẻ cho nó nha. Đỡ đẻ không được là hạnh kiểm yếu. Bên này đi Diễm. Rồi em lý do tại sao không qua nghỉ học nè? Dạ còn em á thì do có công chuyện đột xuất á cô. Đúng rồi, gia đình em có công chuyện đột xuất cô ơi. Do cái công chuyện á nó đột ngột nó xuất hiện ra, cho nên là gia đình em không có trở tay kịp, cho nên là em phải ở nhà em giúp đỡ gia đình của em á cô, cho nên em không có đi học được cô. Trời đất ơi, em cũng tầm thường như con Trang vậy á, ở ra một chút mấy đứa nghỉ học cái là bệnh. Do gia đình có công chuyện đột xuất hết, có hai cái lý do là làm hoài đột xuất tối ngày đột xuất, mai mốt đột xuất một lần nữa tôi cho đăng xuất liền luôn nha. Hồng á em, rồi tới em á lý do tại sao. Còn em hả cô, em thì do gia đình của em, do ba với mẹ em á bệnh đó cô, nhập viện nằm trong bệnh viện đó cô, cho nên là không có ai ở nhà hết trơn. Em phải ở nhà em coi nhà cô. Rồi hả, em nấu cháo nấu cơm em đem vô bệnh viện em chăm sóc cho ba mẹ của em trọng á cô. Trời ơi thương quá ha, ba mẹ bệnh lượt hai người luôn hả, nằm trong bệnh viện luôn hả. Rồi em phải chăm sóc luôn, trời nghe thấy thương dễ sợ luôn vậy hà. Thôi con hiểu mà, một lát nữa hết tiết á dắt cô vô thăm ba mẹ em nha. Cô mà vô chổng mà ba mẹ em không nằm trong đó hả, là em nằm trong đó với cô đó. Quá nhức đầu với cái lớp này luôn á, thiệt luôn á. Rồi Tiên ơi cho cô biết lý do đi em. Dạ còn em hả, tại hôm qua trời mưa mà phơi đồ ở ngoài mẹ em quên lấy vô cô, nên sáng ra em dậy cái đồ nó ướt hết trơn nè, không có đồ mặc đi học cô ơi, cho nên em phải nghỉ học ở nhà cô. Trời ơi, ủa Tiên, bộ nhà em là thuộc diện khó khăn hả, có bộ đồ duy nhất à, phơi bị mưa ướt là không có đồ mặc luôn. Trời đất ơi, vậy mà trước giờ cô đâu có biết là tụi em, cô không có biết là nhà em khó khăn đến mức độ đó nha. Trời đất ơi, để cô nói với ban lãnh đạo trường rồi ban bên kia hỗ trợ phụ huynh rồi đó này kia qua hỗ trợ gia đình em nha. Ừ, để kéo qua đông đông ủng hộ cho gia đình em. Trời đất ơi, tới lúc đó mà không có khó khăn á chắc bẻ mặt bẻ bàn dữ lắm đó em. Mệt ghê luôn á. Rồi Phú, cậu Phú thì sao em, sao hôm qua nghỉ nè? Còn em hả cô, còn em thì do là hôm qua nguyên một lớp nó nghỉ hết trơn rồi cho nên em nghỉ luôn, em theo số đông á cô. Trời đất ơi, các em ơi, vỗ tay các em. Trời đất ơi, tinh thần đồng đội xuất sắc luôn. Thấy người ta nghỉ hết, cái mình nghỉ luôn. Mai mốt tụi nó có chết hết, em chết luôn cho cô nha. Cái thứ gì đâu à. Ôi trời, mất thời gian mệt mỏi quá trời thiệt. Rồi còn người cuối cùng kìa Huy, nói luôn đi em, sao ngày em qua nghỉ. Thôi mệt ghê, suy nghĩ nhức cái đầu quá à. Còn em hả, tại em thích. Tại em thích. Còn bạn thì hay nghỉ học với lý do gì? 14 thể loại học sinh trong lễ 20 tháng 11. Đầu tiên đó chính là Thánh Quà Cá. Cô lâu vô dữ vậy ta? Cô vô, cô vô. Thứ hai đó chính là Thánh Kế Hoạch. Ê tụi bay, bây giờ vậy nha, một lát nữa canh cô vừa vô một cái là la hú lên liền nha. Mấy đứa tụi bay nói chuyện bình thường là lớn miệng dữ lắm, mà lúc cần la hú thì la nhỏ xíu à. Cô vô là la hú lên liền, chúc cô 20 tháng 11 vui vẻ vô ta bụp liền nghe chưa. Rồi xong sau đó là ùa lên là tặng quà liền nha. Trời ơi làm cho mắc ngờ, làm cho sung lên nha. Thứ ba đó chính là Thánh Văn Nghệ. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, yêu yêu quê hương, đắp thách đến trường trong muôn vàng yêu thương. Thứ tư đó chính là Thánh Quẩy. Ê, tao lên nữa, vô. Thứ năm đó chính là Thánh Cười. Cười không lạnh được mồm luôn. Ê mày coi quỷ phong nó khùng kìa mày. Con bé Trang mới nhảy. Mày nhảy với con điên gì mà. Ơi là trời. Trời. Thứ sáu đó chính là Thánh Nhút Nhát. Ơi gì. Thôi. Không lên. Thôi không lên đâu. Thôi không lên ơi. Thôi không lên mà trời. Thứ bảy đó chính là Thánh Điện Thoại.
lại nhảy lên, ôi là trời à, mấy má này bữa nay khùng với sợ luôn. Thứ tám đó chính là thánh hướng nội, ngồi cho đông vui vậy thôi chứ thật ra nó cũng chả biết làm gì hết. Nó chỉ biết vuốt tóc, nó cười mỉm, rồi nó nhìn người này, nó nhìn người kia, nó ngó qua ngó lại, rồi lâu lâu vỗ tay mồi cho vui vậy thôi. Thứ chín đó chính là thánh buồn ngủ. Trời đất ơi, mọi thứ đối với nó rất là nhàm chán cho nên lúc nào nó cũng buồn ngủ. Trời ơi, chừng nào xong như đẻ đi chờ cho về ngủ cái coi. Thứ 10 đó chính là thánh nhiều chuyện. Trời đất ơi, má mày coi kìa, mày coi con quỷ trang kìa. Bình thường á hả, thì khô như cục đất. Bữa nay hả, khùng điên lên uống lộn thuốc cái gì lên chảnh nhảy với con điên vậy má. Ôi là trời à, còn quỷ này nữa. Sao mày không lên chảnh mày nhảy chung với tụi nó không đi. Trời đất ơi, ngồi dưới đây mà cười hả hả, không bể lỗ tai luôn hả. Trời đất ơi, tao kể mày ngày hôm qua, tao đi chơi với thằng kia. Trời ơi, mới hẹn họ ngày đầu tiên, nó đi chơi với tao mà nó không tắm má, nó bị ho nách. Trời ơi. Vị trí thứ 11 đó chính là thánh tia trai tia gái. Ê, sao bữa nay á, không thấy ai đẹp hết trơn mày, thấy mà gớm không à. Trời ơi, cái con nhỏ này hát cũng được ha, mà bù lại cả má. Lúc nãy cái thằng trước nó đã xấu mà còn hát dở nữa má, hát như hạt vậy đó má, gớm. Vậy mà cũng lên sân khấu hát nữa. Trời ơi. Nhìn kìa, cái thằng búa đứng cái bên nhỏ đó mà thấy không, cái thằng bên tay trái kìa. Trời má, đẹp trai quá mày, gu tao trời ơi. Ơi, mày biết thằng đó tên gì không, học lớp nào vậy, đẹp trai quá. Thứ 12 đó chính là thánh ăn gà uống. Ôi, nó ngon quá má, cái này ngon ghê luôn á. Ê, mày cầm gì vậy, đâu, tao ăn miếng coi. Ê, ngon nha. Vậy mà nãy giờ ăn mình ơi, không đưa cho tao má. Hát nước quá à. Ê, lấy người ta ly nước coi. Trời ơi, má ơi, ngon quá. Ê, cái gì cũng ngon nữa kìa. 13 đó chính là thánh khó ở và hay than thở. Cái thằng quỷ này, đừng có đụng tao coi. Mệt ghê vậy hà, bực bội nha. Ghê chỗ khác, tao giả mày về đó. Mệt thì thôi hà. Trời ơi trời, sao mà mệt cái gì trời. Trời ơi trời, ăn vừa vừa thôi trời, ăn dữ gì trời. Trời ơi trời, ngồi xích qua bên kia coi trời. Trời ơi trời, rồi từ nào mới xong đây trời. Cuối cùng là thánh đánh bài chuồng. Ê, chán chưa? Tao chán lắm mày luôn rồi đó. Đi về, dễ rồi. Đi về đi, làm biến coi quá à. Đi, tụi nó làm gì kệ tụi nó. Đi về đi, đừng có sợ. Đi ra quán trà sữa, uống trà sữa, đánh đi quân. Đi hát, đi. Còn bạn thường làm gì trong lễ 20 tháng 11 này? 10 kiểu thầy cô ngày 20 tháng 11. Vị trí số 1 đó là kiểu được ân sủng. Thiệt tình mấy đứa này luôn á, tặng cái gì mà nhiều dữ vậy không biết nữa hà. U là trời à, mình ôm không có hết luôn vậy đó. Trời đất ơi, cái này mới đi có một lớp mà bao nhiêu đây rồi, ai mà ôm cho hết. Chắc kêu xe tải tới, chở về bớt quá. Cái kiểu này, đi thêm mấy lớp nữa. Trời ơi, chị không nổi. Hả? Tặng cô hả? À, bông đẹp quá bà, cảm ơn em nhiều nha. Thương lắm á, bye bye em. Mấy đứa này, làm cô ngại hết sức vậy à. Thứ hai đó chính là kiểu lật mặt. Tự nhiên cái ngày 20 tháng 11 là hiền khô thánh thiện. Hôm nay là một ngày lễ rất là quan trọng, ngày lễ 20 tháng 11, ngày lễ của thầy cô đó tụi em. Cho nên là hôm nay cô sẽ không trả bài miệng đâu. Các em dở tập ra, chúng ta vào bài mới. Hôm nay chúng ta sẽ học một tiết học thật là nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi nha các em. Hả? Bạn cô hả? Trời ơi, bé này khéo ghê vậy đó. Bồng đẹp quá trời luôn à. Còn ai nữa không? Còn ngày bình thường là vậy nè. Mấy đứa tụi bay nha, chuyên gia nha, giao bài tập về nhà không bao giờ làm. Về nhà làm gì? Lo sách đến đi chơi game, lo sách đến đi hẹn hò hẹn hò trai gái rồi các thứ á, nó có chịu lo học hả? Nó nói biết bao nhiêu lần rồi. Thầy ơi, thầy cô cũng là con người với tụi em, nó hoài cũng biết mệt vậy hả? Sao nó hoài tụi em như lỗ tay cây vậy? Thứ ba đó chính là kiểu lạnh lùng. Gì đó em? Gì đây? Tặng quà cho thầy hả? Trời đất ơi, quà cáp gì không biết nữa. Rồi, cảm ơn nha. Thứ tư đó chính là kiểu bị thất sủng. Sao sáng giờ không ai tặng mình quà gì chơi vậy ta? Thiệt luôn á, vô từng lớp mà cũng đứa nào tặng luôn. Sáng giờ được có cây bông nè. Trời ơi, năm nay giờ thất thu rồi. Thiệt luôn á, mình đứng trước cổng trường nãy giờ, mình đại học sinh đi ra đi vô, nó giờ mình nó cười không à, không có đứa nào tặng. Thiệt luôn á, hôm nay bị gì vậy trời, sao xui với ta. Thứ năm kiểu chấn lột. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, chắc tụi em chuẩn bị nhiều quà lắm phải không? Tại trường mình thầy cô đông lắm. Trời ơi, ủa Trang, gì vậy, em giấu gì sau lưng vậy? Đâu cho cô coi coi, quà hả, cho cô đúng không? Trời ơi, đưa đây em ơi, giấu cái gì mà giấu ngại cái gì. Trời đất ơi, con bé này khéo chọn nha, biết cô thích bông vàng thọ. Trời đất ơi, tặng cô bông vàng thọ đúng không? Trời đất ơi, thôi bé này, thôi này của cô đúng không, đừng có ngại. Cô không có ngại đâu, cô lấy nha, cô nhận. Ủa Huy, em nhét cái gì dưới tập vậy?
mở tập ra cho cô coi coi. Quà đúng không? Quà cho cô phải không? Này, thằng này. Trời đất ơi, thấy chưa? Chuẩn bị quà cho cô. Thôi, cô biết em chuẩn bị quà cho cô mà em không cần phải nói gì hết trơn. Quà cho cô cảm ơn nhé. Trời ơi, cái lớp này thiệt luôn à. Còn ai gì nữa không nè? Thứ sáu, kiểu tư vấn phân tích. Trời đất ơi, cô tâm sự thiệt cho tụi em nghe nha. Là 20 tháng 11 á, thời bây giờ á, tụi em đừng có bao giờ mà mua bông tặng cho thầy cô nữa. Tại sao? Tại bông là nó biểu tượng cho mau sự héo úa tàn. Về nhà trưng được 1-2 ngày cho nó đẹp vậy thôi à. Rồi sao? Nó cũng héo úa thêm mà gớm, rồi quăng dục sọt rác, rồi ô nhiễm môi trường tụi em. Phí lắm, cho nên đừng có tặng bông nha. Cái thứ hai nữa, đừng bao giờ tặng mỹ phẩm cho thầy cô. À, tụi em biết sao không? Tụi em đâu có biết thầy cô da mặt như thế nào, dị ứng da làm sao. Trời ơi, tặng xui đuổi rồi dở dị ứng thì sao? Rồi xài không được á, đi đem cho người này rồi đi dục, uổng phí lắm tụi em, nhớ nha. Cái thứ ba nữa, đừng bao giờ tặng quần áo rồi đồ thời trang phụ kiện rồi này kia. Trời đất ơi, tụi em có biết cô có mặc gì không, đúng không? Rồi hả, cái gu thời trang đó cô có thích hay không nữa. Trời đất ơi, đâu phải cái gì cô cũng dát lên người cô có mặc đâu tụi em. Cho nên là thôi, cái thời trang á, mấy cái gì thời trang may mặc đừng có mua luôn nha. Cái thứ tư nữa, đó là quà lưu niệm nghe tụi em. Thôi, mấy cái đó không có thiết thực, đừng có mua, tốn tiền lắm, không ai rảnh mua mấy cái đó về chừng hết trơn tụi em nha. Cuối cùng á, chốt lại một câu, tụi em có muốn mua thiết thực nhất là tụi biết mua gì không? Mua vàng, mua hộp xoàn hoặc là iPhone 14 Pro Max tụi em. Trời đất ơi, mấy cái đó là thiết thực đó tụi em. Trời đất ơi, mấy cái đó tụi em mua ha, cô có thể đeo nhìn nó sang chảnh nè. iPhone cô có thể xài được, chụp hình chụp ơ đồ nó đẹp lắm tụi em nha. Rồi á hả, khi mà tụi cô không thích nữa, tụi cô đem tụi cô bán. Trời ơi, đôi khi vàng bán nên nó còn lời nữa của tụi em, đúng không? Trời ơi, nhớ nghe, những cái đó là thiết thực lắm luôn á. Thứ bảy, kiểu dễ bị xúc động. Tặng cô á. Cảm ơn tụi em nha. À thằng cô, cảm ơn tụi em. Trời ơi, tụi em làm cô bất ngờ quá, cô xúc động lắm luôn á. Cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Thứ tám, kiểu nhắc khéo. Ngày mai 20 tháng 10 á, tụi em đừng có mua cái gì tặng cho cô nha. Thôi khỏi có tặng đi. Trời đất ơi, chỉ cần tụi em học chăm ngoan là cô đã mừng lắm rồi nha. Còn tuổi ăn tuổi học, tiền bạc gì mà mua đồ, mua quà tặng cho thầy cô. Để tiền đó, ăn bánh, làm này làm kia đi nha. Đừng có mua gì tặng cho cô hết trơn á. Cô đầy đủ rồi, không có cần tặng nha. Mà nếu có lỡ mua á, thì thôi tặng thì cô cũng nhận nha. Không có gì hết trơn á, cô không có ngại đâu. Mà nếu như mà em nào mà không tặng á, là cô giận đó nha. Không tặng là cô giận thiệt đó. Mà cô giận rồi đó ra là cô sẽ ghim nha. Mà một khi cô đã ghim rồi á, cô đì cho chết đó nha. Thôi, vô bài mới nha. Coi như nãy giờ cô chưa có nói gì nha. Thứ 9, kiểu hay chê. Rồi, bây giờ chúng ta vào bài mới nè tụi em. Cái gì đó Trang? Trời ơi, tặng cho thầy hả? Thôi nha, mai mốt không có tặng bông sen nữa nha. Thầy không có thích bông sen. Trời đất ơi, em nghĩ sao thầy là con trai mà thầy thích bông sen? Thầy thích bông hồng, nhớ đó nha. Cảm ơn nhiều. Rồi, ủa, gì nữa đó? Huy, gì vậy em? Tặng cho thầy hả? Trời ơi, mấy cái đứa này thiệt tình luôn á. Tặng quà hoài. Gì đây, mở ra coi luôn nha. Trời đất ơi em ơi, một cái ví màu đen. Thầy không có thích màu đen em. Trời ơi em nghĩ sao vậy? Thầy thích cái ví màu nâu nha. Cho nên là cầm về đổi lại cái ví màu nâu, ngày mai đưa cho thầy nha. Không có nói nhiều nè. Thiệt tình mấy đứa này luôn á. Cuối cùng đó chính là kiểu sống ảo. Tặng bông tặng quà chứ mà nhiều dữ vậy biết nè. Bông đẹp quá à. À Trang Trang, chụp ví quay phim giùm cô mấy tấm coi nè. Chụp đi, cô đếm 1, 2, 3 là chụp nha. Để có cái cô up lên mạng, cô up lên TikTok. Cho tăng follow. Rồi, 1, 2, 3 1, 2, 3 quay phim, quay phim em. Quay video đi. Rồi, được rồi. Trời đất ơi, con nhỏ này nó chụp hình thì mà quay video thì rung quá trời rung vậy nè. Thì cô á, thôi để cô tự sướng đi. Rồi, xong. Up lên liền lập tức. Hôm nay 20 tháng 10, các trò học sinh tặng bông cho mình quá trời quá đất luôn, quà ôm không hết luôn, hi hi hi, thật là ngại quá đi. Còn thầy cô của bạn là kiểu nào? 24 thể loại trong giờ kiểm tra và thi cử. Đầu tiên đó chính là thánh nghiêm túc, rất là nghiêm túc làm bài nha, không quan tâm tới sự đời, nhưng còn làm bài được điểm cao hay không thì chưa biết. Thứ hai đó chính là thánh giả câm giả điếc, dù ai kêu gì nói gì van xin lại lục nó cũng giả vờ như không hề thấy biết gì cả. Vị trí thứ ba đó chính là trời thánh mua chuộc. Cái câu số 2 làm sao ta? Chết rồi ơi. Chị câu số 2 sao vậy? Trời ba, chỉ ta ba đi, chỉ đi một lát nữa ta ba trà sữa. Ừ, uy tín. V
ok. Thứ tư đó chính là Thánh lén dùng tài liệu và phao cứu sinh. Trời đất ơi, phao cứu sinh của nó nhiều vô số kể. Hôm qua trước khi vô lớp á là nó đã chuẩn bị hết trơn rồi. Đó, từ cái vật dụng nhỏ nhất cho tới cái vật dụng lớn nhất, nó ghi đầy hết, nó chép đầy vô trong đó hết. Đó, nó móc cái này hết, móc cái kia ra. Trời ơi, mà nó cũng tinh ranh lắm nha. Không cô giáo nào, thầy giáo nào có thể phát hiện được những cái phao cứu sinh của nó. Thứ năm đó chính là Thánh mách lẻo. Hả? Cô, thằng Bảo nó đang hỏi bài kìa cô. Cô, con Trang với cô Như nó đang sử dụng tài liệu kìa cô. Cô, thằng Minh nó đang ngủ trong giờ kiểm tra kìa cô. Cô, cái câu này khó quá, em không biết làm cô. Thứ sáu, Thánh hướng nội. Mặc dù đang làm bài nhưng mà vẫn thích nhìn mọi người xung quanh, nhìn thầy cô, nhìn bạn bè, mặc dù cũng chả trao đổi bài, cũng chả hỏi bài ai, cũng chả chỉ bài ai hết. Cũng lâu lâu quay lại tập trung làm bài, rồi lâu lâu lại nhìn mọi người một cách rất là nhàm chán. Thứ bảy đó chính là Thánh thiên lý nhãn. Nó sở hữu một cặp mắt rất là tinh tường nha. Mặc dù đứa nào che bài, đậy bài cỡ nào á, nó cũng nhìn được hết đó. Nó nhìn từ bàn dưới cho tới bàn trên, không sót một đáp án nào luôn. Vị trí thứ 8 đó chính là Thánh hỏi. Trời ơi, cái câu này sao ta không biết làm rồi. Ê, Nam, cái câu số 1 đáp án mấy vậy? B. Ừ. Ê, Hùng, câu số 2, câu số 2 mấy? C. Ê, còn câu số 5 sao? Câu số 5. Ờ. Ê, cái câu kết quả có dấu chấm không? Ờ, có dấu chấm luôn hả? Ừ, vậy chấm vô. Thứ 9 đó chính là Thánh che đậy. Trời đất ơi, người ta coi kết quả nó chút xíu thôi à, hỏi chút xíu thôi à, cũng đặt che đậy đậy không cho ai coi hết trơn á. Sống gì mà ích kỷ, sống gì mà không ưa nổi luôn hà. Thứ 10 đó chính là Thánh nhút nhát. Trời đất ơi, nó hơi bị nhát, cho nên là mỗi lần tới câu bí á, nó tính dở tài liệu của nó coi rồi mà nó không có dám. Nó cứ rụt rè thụt ra thụt vô này nọ, nó sợ cô bắt đó, nó sợ bị kiểm điểm. Trời đất ơi, tội nghiệp cho nó lắm. Thứ 11 đó chính là Thánh nhiệt tình. Trời đất ơi, nó nhiệt tình dữ lắm. Ủa, Tâm, né ra coi. Trời ơi, cái câu số 1 thì quanh sai kìa. Cái câu số 1 là đáp án C, chứ không phải đáp án D đâu. Quanh lại đi má. Huy, xích ra coi. Đưa bài qua đây. Trời ơi, cái thấy chưa, cái câu số 3 sai kìa. Câu số 3 là đáp án B. Mà con A là sai rồi, sửa lại lại lắm. Mình, đưa bài qua đây coi nha. Đưa bài qua đây. Trời ơi, thấy chưa, cái câu tự luận mày làm sai kìa. Cái câu tự luận là đáp án là 301 chứ không phải 201 ba. Sửa lại lên. Xong. Cô ơi, em xong rồi, em nộp bài trước nha cô. Đó, rồi tự nhiên cái nó nộp bài sớm, cái nó ngồi nó ngông, nên cái mặt của nó lên, nó nhìn đứa này, nó nhìn đứa kia, ra vẽ ta đây vậy đó. Vị trí thứ 13 đó chính là Thánh nhắc. Kìa, con Vy, mày mà trao đổi bài nữa là tao mét cô đó nha. Trời ơi, thằng Phong nha. Mày mà quay bài một lần nữa đó nha, tao ghi mày vô sổ, cuối tuần tao báo cáo cho cô đó. 14 đó chính là Thánh trúng tủ. Trời đất ơi, chép bài lia lịa luôn. Cô ơi, cho em xin thêm 2 tờ giấy nữa. Dạ. 15 đó chính là Thánh gây nghiệp. Cái gì nữa, hỏi hoài. Có số 1 phải không? 1A. Ừ, 1A, khoanh đi. Cho mày chết mày luôn con. Câu 1C mới đúng. 16 đó chính là Thánh bất ổn và hoảng hốt. Trời đất ơi, nó gặp câu nào nó bí một cái thôi là bắt đầu tim nó đập thịt, nó lo lắng, nó bồn chồn, nó thao thức, nó muốn hỏi cũng không được, mà muốn nhìn người này người kia cũng không xong. 17 đó chính là Thánh bị tủ đè. Chết rồi, kỳ này tiêu rồi, học có một bài à, rốt cuộc nó không vô được cái câu nào hết trơn. Trời ơi, ai cứu tôi. 18 đó chính là Thánh báo động. Ê, cô xuống, tụi bay cô xuống. Ê, tuyết, cô nhìn mày kìa tuyết. 19 đó chính là Thánh áp lực tâm lý. Trời đất ơi, thầy cô giáo ngồi sát bên nó luôn mà. Nó đâu có làm gì được đâu, nó làm bài mà áp lực tâm lý kinh khủng khiếp luôn. 20 đó chính là Thánh buồn ngủ. Trời ơi, gọi làm sao đây trời. Ôi mệt quá. Ôi, buồn ngủ quá. Đó chính là Thánh toilet. Cô, cho em xin đi toilet nữa đi cô. Không có đâu cô, lần này là lần cuối rồi cô. Nha cô, em chịu hết nổi rồi. Dạ, cảm ơn cô. 22 đó chính là chuyên gia giật mình. Cô bước xuống cái giật mình, đứa này khều cái giật mình, đứa kia làm này làm kia cái cũng giật mình hết hồn. Trời đất ơi, ai làm gì nó đâu. 23 đó chính là Thánh hay than thở và hay khó chịu. Trời, cái câu này sao khó như vậy trời. Trời, sao cái câu nào cũng vậy chứ vậy. Trời, đừng có đụng nó có trời. Trời, hỏi hoài vậy trời, nhức đầu quá à. Trời, trao đổi nhỏ trời, trao đổi lớn quá, không ai tập trung được gì hết trơn á trời.
cuối cùng là thánh xin xỏ. Chết bà, sắp hết giờ. Nào bà hả cô? Cô cho thêm 5 phút mình đi cô. Là 5 phút mình đi, chút xíu nữa là xong rồi cô. Nhiều bạn chưa xong lắm, 5 phút nữa nha cô nha. Còn bạn thuộc thể loại nào? 17 thể loại học sinh trong buổi chào cờ. Đầu tiên đó chính là những đứa hay nấp nắng. Trời ơi, nó sợ nắng như lắm, nó sợ đen. Cho nên hả, nó ra tiết chào cờ là nó sẽ dùng tay nó che nè. Nó dùng cặp, dùng sắt, nó che. Bất cứ cái thứ gì nó với được là nó sẽ lấy cái đó nó che nắng. Kể cả cái tà áo dài của cái đứa ngồi ngoài trước, nó cũng giặt lên nó che nắng luôn. Vị trí số 2 đó chính là những đứa nhiều chuyện. Ê má, ngày hôm qua ra về mày có coi con Trang với con Như nó quánh lộn với già đồng Huy ngoài cổng trường không? Trời đất ơi, mày xui rồi. Hôm qua tụi nó quánh quá trời quánh luôn, nắm đầu xé áo dài giặt lộn lăn qua lăn lại y như phim kiếm hiệp vậy đó má. Thứ ba đó chính là những đứa tay chân không có được yên, nó sẽ chọc đứa này nó ghẹo đứa kia, cho xích mít qua xích mít lại, rồi xong phải giỡn qua giỡn lại, quánh qua quánh lại gì đó. Vị trí thứ tư đó chính là những đứa ăn và uống giặt. Trời đất ơi, nó ăn bắt chắc, uống bắt chắc bất cứ nơi nào, cho nên là không cần thiết có tiết chào cờ nó mới ăn đâu. Thứ năm là những đứa hay khó ở trong người và hay than thở. Trời ơi trời, sao nắng quá vậy trời. Trời ơi trời, đừng có đụng tôi coi trời. Trời ơi trời, sao lâu hết tiết chào cờ dữ vậy trời. Trời ơi trời, sao mà đập dữ vậy trời. Trời ơi trời, sao mà đói bụng dữ vậy ta. Trời ơi trời, sao mà đông dữ vậy trời. Trời ơi trời, ở đâu ra trái dưa leo dưới này vậy trời. Vị trí thứ 6 là dành cho những đứa hay đem sách vở ra tranh thủ học trong lúc chào cờ. Thứ 7 đó là những đứa bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho dù thầy cô đang nói cái gì, tiết sinh hoạt chào cờ đã đến đâu, bạn bè xung quanh đang làm cái gì, nói cái gì, thì nó cũng chỉ biết nhìn ngó xung quanh, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn đây nhìn đó, mà chẳng hề để tâm tới bất cứ thứ gì, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn ai nói chuyện với mình. Vị trí thứ 8 đó chính là những đứa bấm điện thoại, bấm một cách lén lút nha. Chưa đâu, nó bấm xong á, nó còn tự sướng, nó làm này làm kia, nó chụp hình, nó đăng trên mạng xã hội, nó đăng TikTok nữa. Vị trí thứ 9 đó chính là những đứa chủ yếu ra tiết chào cờ để gặp crush. Ê Tuấn, mày thấy con Thúy lớp C2 ở đâu không? Con Thúy crush tao đó. Ừ, mà sao bữa nay chào cờ tao không thấy nó ngồi đâu hết trơn mày? Hay là bữa nay nó bệnh, hay là nó bị gì không ta? Sao bữa nay không thấy nó ra cho nó ngồi chào cờ vậy? Vậy chứ thứ 10 đó chính là thanh niên nghiêm túc. Trời ơi, lắng nghe đắc chăm chú nghe từng lời nói, từng hành động cử chỉ của thầy cô trên bục. Trời đất ơi, tiếng chào cờ từ đầu buổi tới cuối buổi nó nghe không sót một chữ nào luôn nha, rất là đáng ngưỡng mộ. Vị trí thứ 11 đó chính là thánh nhắc nhở. Nè, thằng Nguyễn Phong, mày ăn vụng hoài đi nha, tao mét cô bây giờ đó. Nữa, cái con quỷ trang nữa, lần nào đi ra sinh hoạt cờ mày cũng là nói chuyện hết cho mày. Mày nhiều chuyện nhất trong đám nha, mày nói chuyện nữa là một lát nữa về lớp là tao ghi mày vô sổ bây giờ đó. Mày im chưa? Vị trí thứ 12 đó chính là thánh nhạt nhẽo. Nó nhạt nhẽo lắm, nó không biết làm gì hết trơn, cho nên là nó sẽ cặm cụi dưới đất á, nó lụm cặm cây, cặm lá, cặm cỏ gì đó, nó lên nó ngắt, nó làm này làm kia, rồi xong nó chán quá cái nè nó lấy ngón tay á, nó vẽ nó quẹt lên cái lưng của các bạn ngồi phía trước á. Vị trí thứ 13 đó chính là thánh điệu. Trời ơi, nó điệu bất cắt rồi, cho nên là không cần phải bàn cãi, nó đi tới đâu là dặm phấn tới đó, họ dặm thêm miếng xôi cho bọn chúng chiếm hầm hào nó mới chịu nổi. Vị trí thứ 14 đó chính là thánh ngủ. Trời đất ơi, cuộc đời của nó chỉ có ăn với ngủ thôi, cho nên đi đâu bất cứ làm gì nó cũng buồn ngủ hết trơn. Trời, trong tiết sinh hoạt cờ nó chán lắm, cho nên nó càng buồn ngủ là đúng rồi. Vị trí thứ 15 đó chính là thánh tia chai. Mày nhìn cái thằng đó kìa, đó cái thằng ngồi đầu tiên đúng đó đó. Ừ, đó trời, mình góc viên đẹp trai hả, trời đẹp trai đời hết đẹp rồi má, quay mặt qua như con hà bá vậy á. Trời đất ơi, cái thằng ngồi phía dưới này cũng đẹp nè. Ở đó trời, nó quay qua kìa, trời ơi, nhìn tao kìa, đẹp trai ghê mày. Vị trí thứ 16 đó chính là những đứa nghịch tóc. Trời đất ơi, nó thấy đứa nào ngồi trước nó mà có mái tóc dài nha, rồi nó sẽ dùng cái tay nó bóp, nó sàm sỡ cái bộ tóc đó, nó chà, nó thắt bính, nó làm này làm kia, nó hửi. Trời đất ơi, nó làm đủ thứ trò đó với cái bộ tóc đó luôn. Vị trí cuối cùng đó chính là những đứa vô hình trong tiết chào cờ. Nó không thích tiết chào cờ, cho nên á, cứ mỗi lần tới tiết chào cờ là nó sẽ biến đi đâu mất tiêu á. Nó kiếm một góc nào đó, nó ngồi nó chơi, nó có thể là nó bấm điện thoại, hoặc là làm này kia, hoặc cũng có thể là nó sẽ ngủ. Còn bạn thường làm gì trong tiết chào cờ? 10 thể loại con gái trong ngày 20 tháng 10.
Đầu tiên đó chính là cô nàng hoa khôi. Nghe cái tên thôi là đủ hiểu rồi ha. Tại vì nó là hoa khôi mà, nhiều thằng con trai thích nó lắm, ai nhìn cũng mê nó hết trơn á. Cho nên á, dồn sự chú ý, mọi món quà, mọi bó hoa đều dồn tặng vô cho nó hết. Nó là cái đứa nhận nhiều nhất luôn á. Trời đất ơi, nhìn muốn ganh tị luôn vậy đó hà. Thứ hai đó chính là cô nàng hay nhắc. Ê Phong, ngày mai 20 tháng 10 nhớ mua quà tặng tao cho mày. Tao nhắc rồi đó nha, quên ai cũng được, không được quên tao à. Ê Huy, Huy mai nhớ mua quà tặng Trang nha. À, Trang thích quà Huy tặng á, Huy tặng cái gì cũng được. Huy tặng cả cơ thể Huy cũng được nữa. Nhớ nha. Thằng quỷ kia mà nhìn cái gì, mày nữa nha, mai cũng mua quà tặng tao. Mày mà quên hả, tao đá cái văng cái cuốn họng mày ra ngoài luôn mày. Vị trí thứ ba đó chính là cô nàng hay chê. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày mua cái bông này tặng tao vậy mày. Trời đất ơi, cái bông này bông rẻ tiền, mày muốn mua bông mắc tiền nha. Trời đất ơi, thằng quỷ này nữa, mua bông gì kỳ vậy, nghĩ tao mua bông sen đánh là mày hờ tao hả. Thứ gì đâu, mua bông hồng nha. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày mua dưa leo tặng tao vậy. Mày nghĩ sao vậy, sai tao mà cỡ dưa leo, tao là phải cỡ dưa hấu, nhớ nha mày. Thứ tư đó chính là cô nàng khó ở. Trời, tưởng gì 20 tháng 10 tặng bông, tặng gấu, tặng quà. Trời đất ơi, tao là tao không có thèm mày ơi. 20 tháng 10 là gì tao không quan tâm. Nghĩ sao, vì thời này còn tặng bông. Bông làm gì, bông về nhà héo úa tàn. Gấu làm gì, về nhà nắng móc lên mất công giặt. Trời đất ơi, cho tao không thèm nữa. Nói vậy thôi chứ đêm về là khóc hầm đó nha. Tao không được ai tặng quà vậy hết trơn á. Vị trí thứ năm đó chính là cô nàng hướng nội. Cô nàng này á thì không có quan tâm tới ngày 20 tháng 10 là gì đâu, coi như là một ngày bình thường thôi à, cũng chả có thèm để ý là có ai tặng mình hay không. Nhưng mà được cái là có người tặng thì nhận. Thứ sáu đó chính là cô nàng mơ mộng. Trước cái ngày 20 tháng 10 á là nó đã ngồi ở nhà, nó ngơ mộng hão huyền, nó tưởng tượng rồi. Nó nghĩ tới cái cảnh con trai tới cái ngày 20 tháng 10 sẽ xếp hàng tặng bông cho nó, rồi có cả crush của nó tặng quà cho nó nữa. Nó tưởng tượng nó thấy hạnh phúc dữ lắm. Rồi rốt cuộc ngày 20 tháng 10 đâu ai tặng nó cái gì đâu. Cho nên tối về nó sẽ khóc thầm một mình. Thứ bảy là cô nàng đáng yêu. Cô nàng này á không quan tâm là ngày 20 tháng 10 ai sẽ tặng gì cho mình đâu. Nhưng cô ấy sẽ đích thân đi ra chợ hoa, lựa những bó hoa xinh nhất, tươi nhất, những món quà đẹp nhất dành tặng cho mẹ, cô giáo và những cô bạn thân của cô ấy. Vị trí thứ 8 đó chính là cô nàng hay ngại ngùng. Thôi trời, Huy kỳ quá à. Tự nhiên cái tặng bông cho người ta. Thôi Như ngại lắm, Như không nhận đâu. Thôi trời kỳ quá à. Ơi ngại lắm không nhận đâu. Ủa Huy, trời đất ơi, ông có đội đó, người ta làm giá làm đụng xíu à, ta ngại chết luôn á, cũng chạy liền à. Vậy thôi đó, cũng không tặng luôn. Thứ con trai gì đâu mà kỳ cục, bực bội à. Thứ 9 đó chính là cô nàng bong bóng. Tặng em hả? Trời ơi, anh đúng là người đàn ông ga lăng. Đuổi xứ à. Tàn lá 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 lá. Anh Nam, quà em đâu? Cái anh này, người ta cũng là con gái mà. Nhớ đó nha, nhớ chiều mua quà tặng em đó nha. Trời thích quá. Vị trí thứ 10 đó chính là cô nàng thích cà khịa. Ê Trang, cái gì vậy Như? Coi nè, anh Huy mới tặng cho tao đó. Anh Huy thích tao. Ủa, anh Huy có tặng cho mày không? Con quỷ cái, sao mày dám cướp anh Huy của tao? Ủa, chịu gì nữa vậy? Trời đất ơi, mọi người ơi, vô ke con Nhân với con Trang ra kìa. Nó lại quýnh lộn dành thằng Huy nữa rồi kìa. Trời ơi, trời khổ ghê, mấy má này quýnh lộn hoài. 12 thể loại con trai trong ngày 20 tháng 10. Vị trí số 1 đó chính là chàng trai quốc dân. Anh ta có một tình yêu to lớn dành cho giới phụ nữ. Cho nên cứ mỗi độ gần ngày 20 tháng 10 là anh ta sẽ tự tay mình đi lựa những cành hoa, những bó hoa tươi nhất dành tặng cho tất cả những người cô gái mà anh ta quen biết. Vị trí thứ 2 đó chính là chàng trai năm ấy. Anh ta không thèm mua bất cứ một món gì đắt giá xa hoa. Anh ta muốn tự tay mình làm nên những món quà thật xinh, thật đẹp, thật dễ thương dành tặng cho những người cô gái mà anh ta quen biết, và nhất là crush của anh ta. Thứ 3 đó chính là chàng trai bất cần. Đã xấu, không được ga lăng mà còn vô duyên. Cái gì? Cái gì? Quà 20 tháng 10 hả?
Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày đòi tao vậy? Mày nghĩ sao tao tặng 20 tháng 10 tụi mày vậy? Tụi mày nghĩ tụi mày là ai hả? Tụi mày có biết là 20 tháng 10 là ngày gì không hả? 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ. Mà tụi mày có phải là phụ nữ không hả? Tụi mày có đẻ chưa hả? Tụi mày có chồng chưa, có con gì chưa hả? Tụi mày có gánh vác trách nhiệm xã hội gì cho người ta chưa mà đòi là phụ nữ? Giả cho một cái mà vừa đó, thứ gì đâu à, gái con nứa bây giờ ham hố. Vị trí thứ tư là chàng trai bad boy. Hey, hello tất cả mọi người. Chúc các bạn nữ có ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. À, tối nay đi học về, tất cả mọi người tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Hẹn nhau trước cổng trường lúc 8 giờ tối nay nha. Tôi sẽ đãi tất cả các chị em phụ nữ một chầu karaoke tới nóc overnight luôn. Khoan, chưa hết, tôi còn à, tới rồi. Alo, dạ, em có đặt 25 phần quà dành cho các bạn nữ 20 tháng 10 của lớp em. Hôm nay đó anh giao tới chưa? À, anh tới cổng trường hả? Anh vô thẳng lớp 12C1 cho em luôn nha. Nhanh lên anh. Vị trí thứ 6, chàng trai mong manh dễ vỡ. Anh Phong. Anh, tối nay em có được đi chơi chung karaoke với mọi người không dạ? Ôi, em cũng là phụ nữ mà. Ôi, em cũng muốn đi. Ôi, cho em đi rồi đó nha. Tối nay em sẽ diễn cái đầm xa rê thật là dài 800 mét luôn cho anh coi. Anh, cho em thêm cái phần quà. Một lát nữa shipper nó giao tới nha. Trời ơi, anh thương quá à. Vị trí thứ 7 đó chính là chàng trai cực kỳ trách nhiệm. Ngày mai á, 20 tháng 10 là vô lớp trước 30 phút nha. Thì cứ kế hoạch hôm bữa, cách đây 2 ngày tao nói cho tụi bay rồi còn gì. Tụi mình phải vô trước 30 phút. Thằng Tâm mua bong bóng để sẵn, thằng Nam mua hoa để sẵn, còn tất cả mấy đứa còn lại trong đội văn nghệ là mới vô, tụi con gái vô là vỗ tao múa liền hết chưa. Ừ, tao phân công từng đứa như thế nào rồi đó nha. Tới đó mà có công chuyện gì là chết tao đó nha. Vị trí thứ 8 đó chính là chàng trai chịu thương chịu khó. Mặc dù không giỏi về múa ca nhưng anh ấy vẫn cố gắng kiên trì tập luyện để ngày 20 tháng 10 này có một tiết mục thật là vui tươi dành cho chị em, xứng đáng được 10 điểm. Vị trí thứ 10 đó chính là chàng trai hướng nội. Anh ta không hề quan tâm đến ngày phụ nữ là gì đâu, anh ta cũng chả thèm lấy lòng phụ nữ làm cái gì. Bởi vì đơn giản tại sao? Anh ta chỉ thích một mình. Ừ, anh ta chỉ thích đứng nhìn mọi người làm trò này trò kia cho vui vậy thôi đó. Vị trí thứ 11 đó chính là chàng trai thánh nổ. Trời ơi, thiệt, tao không thể nào tưởng tượng nổi nha. Tới cái thế kỷ này rồi, năm nay là năm 2022 rồi mà còn tặng bông 20 tháng 10, tặng quà, lấy quà cùng nhà nhỏ xíu. Trời ơi, cái gì? Karaoke với nhà đi chơi á. Ôi, tầm thường. Tao nè, mày khỏi lo, tao chuẩn bị rồi. Tao chuẩn bị 20 tháng 10 cho tất cả chị em phụ nữ rồi. Xuất sắc hơn mấy đứa trong này nhiều. Trời, mấy đứa trong này tầm thường. Ngày mai á nha, 20 tháng 10 học xong một cái thôi, tao cho xe 24 chỗ tới đón chị em phụ nữ liền. Không, đón đi ra làm gì? Đi ra Phan Thiết chơi. Trời ơi, xuất sắc. Ra Phan Thiết chơi xong tắm biển, xong cái vô nhà hàng tao đặt tiệc buffet cho ăn. Trời ơi, xuất sắc. Tao lên cái hành hết trơn rồi, tao bút không hết rồi mày ơi. À hả, gì? Nhà hàng nào hả? Khách sạn nào hả? Tao quên tên rồi. Vị trí cuối cùng đó chính là chàng trai tranh thủ. Như Huy thích Như lâu lắm rồi á. Này Huy mua tặng Như á, chúc Như 20 tháng 10 vui vẻ nha. À, Huy làm Như ngại quá à. Mà Như cũng thích Huy nữa. Như, tại sao mày lại cướp anh Huy của tao? Hả? Hả? Trang. Hả? Con Trang, tao sẽ sống chết với mày. Mày cướp anh Huy của tao. Mọi người, vô can của nó ra lẹ lên. Vô can của nó ra. Trời ơi là trời, con Như với con Trang nó lại quýnh lộn giành thằng Huy nữa rồi kìa. Trời ơi là trời, ngày nào cũng quýnh lộn nữa trời. Tốc độ nghe giảng của học sinh hiểu theo kiểu công nghệ. Trong giờ học á, thầy cô thì đang giảng bài với tốc độ là 5G. Còn ở dưới, cái đứa học sinh giỏi á, nó đang chép bài với tốc độ là 4G. Kế bên là mấy đứa học sinh khác, nó đang nghe giảng với tốc độ là 3G. Còn mấy đứa học sinh trung bình á, thì nó đang nghe giảng với tốc độ là 2G. Mà xui xui sao á, lâu lâu nó còn bị rớt mạng nữa nha. Trời ơi, mà xui nhất là mấy đứa học sinh yếu nha. Nó rớt mạng từ đầu tới cuối luôn, không có một miếng sống nào luôn. Còn mấy đứa học sinh kém á thì khỏi nói luôn đi, nó vô lớp là nó bật chế độ máy bay liền, nó khỏi cần quan tâm đến sự đời gì hết trơn á. Trời đất ơi, thành phần không thể thiếu á đó chính là học sinh cá biệt, nó vô là nó tắt nguồn luôn.
cuối cùng là thành phần những đứa cá biệt trong những đứa cá biệt nhất. Nó để điện thoại ở nhà, nó ngủ ở nhà luôn, nó không thèm tới lớp luôn. Còn bạn thì mấy giờ? Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác ghê rợn này chưa? Trong lúc cả đám đang nói chuyện náo nhiệt, ngày hôm qua mày có coi con Trang với con Như nó quýnh lộn với giành đồng hí ở cổng trường không? Trời đất ơi, ngày hôm qua mày về sớm mày có coi hai con nó quýnh quá trời quýnh luôn mày ơi. Nó túm tóc, nó xéo dài, nó quýnh quá trời, nó lăn qua lăn lại trời như phim hồn, như phim chiến hiệp vậy đó má. Ê, ngày hôm qua cô giảng cái bài nào vậy mày? Trời ơi, thì không ba. Ủa, hôm qua tao lo chơi game á, tao quất bài. Tao bên này vui lắm, lớp tao nè, nó đang thấy không, lớp tao nó đang nói chuyện ung thùng cho đá trơn, cái đầu hết trơn. Trời ơi, bên này vui lắm, bây giờ đem học đi. Thiệt, tao nói thiệt luôn á. Bỗng dưng ủa tự nhiên lớp đang nói chuyện ồn ào tự nhiên cái im ngang vậy. Và sau đó mọi thứ lại như cũ.